gian qua Squire thế hệ 3 có giá khởi điểm 755 triệu. SUV này có thiết kế ấn tượng, trang bị động cơ tăng áp. Ở Vương quốc Anh, Nissan Qashqai 2022 phiên bản Vizier có giá 23.535 bảng tương đương 736 triệu. Phiên bản này được trang bị động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.3 lít, kết hợp cùng hệ thống hybrid nhẹ sản sinh công suất tối đa 136 mã lực, hộp số sàn 6 cấp. Khách hàng mua Nissan Qashqai 2022 có thể lựa chọn 11 màu đơn sắc và 5 sự kết hợp 2 tông màu ngoại thất. Xe bắt đầu được giao đến tay khách hàng từ mùa hè này. Các phiên bản cao cấp hơn gồm Accenta Premium, Connecta, Tecna và Tecna Plus. Trong khi đó, phiên bản Tecna Plus với động cơ tương tự bản Vizier, nhưng công suất tối đa đạt 154 mã lực cùng hệ dẫn động AVKD với giá bán dưới 38.000 bảng khoảng 1 tỷ 189 triệu. Nissan Qashqai 2022 sử dụng nền tảng CMFC, có kích thước lớn hơn đôi chút so với thế hệ trước. Cụ thể, SUV này có số đo lần lượt là dài 4.425 mm, rộng 1.838 mm, cao 1.635 mm. Chiều dài cơ sở tăng 20 mm, lên mức 2.666 mm. Nhờ đó, khoang cabin rộng rãi, thực dụng hơn. Cửa sau có thể mở ra 90 độ và sức chứa khoang hành lý lớn hơn 50 lít. Không gian nội thất của Nissan Qashqai 2022 cũng sang trọng và tiện nghi hơn. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch với độ nét cao, được điều khiển thông qua một công tắc xúc giác mới trên vô lăng. Ngoài ra, xe còn có một màn hình hiển thị head-up 10.8 inch mới, lớn nhất trong phân khúc. Hệ thống thông tin giải trí mới chạy trên màn hình cảm ứng 9 inch độ nét cao, có các dịch vụ Connect, Android Auto và Apple CarPlay không dây. Wi-Fi trên SUV này cho phép sử dụng tối đa 7 thiết bị, cổng USB phía trước và phía sau để sạc cho smartphone, tablet, xe cộ. Xe cộ chấm